À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hi everyone, it's nice to see you all again. Let's study English, shall we? Xin chào các em, cô rất vui khi được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với các bài học thú vị về môn tiếng Anh các em nhé. In today's lesson, we're going to discover lesson 7 of unit 10, Communication and Culture, CLEAR. Ở trong phần hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học tiếp với cả lesson số 7 của unit số 10 các em nhé. Bài này chúng ta sẽ tập trung vào Communication and Culture and CLEAR, tức là giao tiếp và văn hóa và CLEAR. Okay, let's get into the lesson. Chúng ta cùng vào bài luôn thôi. Let's start with the first part, Everyday English. In this part, we are going to learn how to express likes and dislikes. Rồi, chúng ta cùng đến với phần đầu tiên là phần tiếng Anh hàng ngày kèm nhé. Trong phần này thì chúng ta sẽ cùng học cách để biểu lộ sự thích và không thích đối với một vấn đề kèm nhé. Ok, let's start with the activity 1 of this part. You will listen and complete the conversation with the expressions in the box, then practice it in pairs. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các hoạt động số 1 của phần Everyday English kèm nhé. Trong phần này thì các em sẽ nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các cách diễn đạt ở trong khung ở bên dưới. Sau đó, các em sẽ thực hành chúng theo cặp nhé. Ở trong khung này, chúng ta có 3 cách diễn đạt như sau. A. I can't stand. Tớ không thể chịu được. B. I really love. Tớ thực sự thích. And C. I'm not a fan. Tớ không phải là fan hâm mộ của. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn hội thoại giữa bạn Alice và bạn Mai để xem là các bạn ấy đã trò chuyện về vấn đề gì nhé. Và các em cũng đừng quên là điền 3 đáp án A, B và C vào chỗ thích hợp các em nhé. Alright, let's listen. Unit 10. The Ecosystem. Page 116. Communication and Culture. CLIL. Everyday English. Expressing Likes and Dislikes. Activity 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practice it in pairs. There are so many activities for visitors in this park. Do you fancy going on an elephant ride, Mai? No, thanks. I'm not a fan of elephant rides. Don't you like elephants? They are very gentle creatures. That's why we shouldn't ride on them. I can't stand animal cruelty. Yes, you're right. Perhaps we should learn more about the birds in the park. Good idea. I really love bird watching. All right, everyone. That's the end of the conversation. Rồi các em ơi, vậy là chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại rồi các em nhé. Các em đã điền đáp án gì vào chỗ trống số 1, số 2 và số 3 thế? Chúng ta cùng nhau check nhé. Number 1, what is the answer? Very good, the answer is C. I'm not a fan. How about number 2? What did you get for number 2? Đáp án của số 2 là gì các em nhỉ? Very good, it is I can't stand. And number 3, the answer is B. I really love. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn hội thoại này sang tiếng Việt để giúp các em hiểu bài rõ hơn nhé. Đầu tiên bạn Alice nói rằng là có rất nhiều hoạt động cho du khách trong công viên này. Cậu có thích cưỡi voi không, Mai? Không, cảm ơn cậu. Tớ không phải là người thích cưỡi voi. Cậu không thích voi sao? Chúng là những sinh vật rất hiền lành. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên cưỡi lên chúng. Tớ không thể chịu được sự ngược đãi động vật. Ừ, cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu thêm về những con chim trong công viên. Ý kiến hay đấy, tớ thực sự rất thích xem chim. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa dịch xong đoạn hội thoại rồi các em nhé. Và ở trong bài tập này thì chúng ta đã luyện cách sử dụng với cả ba cái cách diễn đạt. I can't stand, I really love và I'm not a fan. Cả ba cách diễn đạt này đều là những cách để diễn đạt những sự thích và không thích các em nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng học thêm nhiều cách diễn đạt hơn nữa các em nhé. Ok, useful expressions. Những cách diễn đạt hữu dụng.
In order to express like, you can say, để có thể diễn đạt sự thích thì các em có thể sử dụng các cái cách nói sau đây. I love or I adore, tức là từ thích. Cả love và adore đều có nghĩa giống như nhau, nghĩa là thích em nhé. Và các em cũng có thể nói rằng I'm really into, tớ cực kỳ thích. I'm a big fan of, tớ là fan hâm mộ lớn của. I'm keen on, tớ thích. I'm into, tớ thích. Rồi, một đặc điểm chung của các cái cấu trúc này là sau đấy các em đều cộng với cả động từ chia ở dạng đuôi ing, đuôi ing các em nhé. Đối với việc thể hiện sự không thích, expressing dislikes, thì các em có thể sử dụng các cấu trúc sau các em nhé. I hate or I don't like, tớ ghét hoặc là tớ không thích. I can't bear or I can't stand, tớ không thể chịu đựng được. I'm not really into, tớ không thực sự thích. Something is not my favorite, cái gì đó không phải là sở thích của tớ. Rồi, thì sau ba cấu trúc I hate, I can't bear hoặc là I'm not really into thì các em cũng đều cộng với cả một động từ chia đuôi ing, đuôi ing các em nhé. Và với cấu trúc cuối cùng thì các em sẽ điền một danh từ hoặc là một danh động từ ở trước đuôi, ở trước từ is các em nhé. Ví dụ như là running is not my favorite, chạy thì không phải là sở thích của tớ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập những cái cách biểu đạt này vào trong bài sau các em nhé. Activity number 2, make similar conversations for these situations. Tạo những cuộc hội thoại tương tự cho các tình huống dưới đây. Ở đây thì đề bài cho chúng ta hai tình huống và chúng ta sẽ cần tạo ra các cái cuộc hội thoại nhé. Và các em nhớ là mình sẽ sử dụng cái đoạn hội thoại mẫu ở trong bài số 1 và sử dụng các cái cách diễn đạt mà chúng ta vừa học ở phần trước để giúp các em tạo lập nên các đoạn hội thoại các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là đề bài cho chúng ta các tình huống như thế nào nhé. Student A is talking about the activities he or she does on field trips to national parks. Student B expresses likes or dislikes about these activities. Tức là học sinh A thì đang nói về các cái hoạt động mà bạn ấy thực hiện trong chuyến đi thực tế đến các công viên quốc gia. Học sinh B thì bày tỏ sự thích hoặc không thích về các hoạt động này. Đó là tình huống số 1 các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với tình huống số 2. Tình huống số 2 như sau. Student A and student B are planning an eco-friendly class party. They talked about the things and activities they like or dislike at a party. Học sinh A và học sinh B thì đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớp thân thiện với môi trường. Các bạn ấy nói về những điều và những hoạt động mà các bạn ấy thích hoặc không thích tại một bữa tiệc. Rồi bây giờ các em sẽ cùng suy nghĩ và tạo ra hai cuộc hội thoại các em nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ giới thiệu đến các em các đoạn hội thoại mẫu đối với từng tình huống một nhé. Với tình huống đầu tiên thì cô có đoạn hội thoại mẫu như sau. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình nhé. On our field trip to National Park next week, we should collect some insects for our biology lessons. We should bring some jars to put them in. I'm a big fan of insects. Putting them in jars will kill them. And I don't think we should do that. Insects play an important role in the ecosystem. Why don't we just observe them and take photos of them? Great idea. I love it. Và đó là tình huống số 1 các em nhé. Ở trong tình huống số 1 này thì các bạn ý đã trò chuyện như sau. Bạn A nói rằng là trong chuyến đi thực tế tới công viên quốc gia vào tuần tới, chúng ta nên thu thập một số côn trùng cho tiết học sinh học. Chúng ta nên mang theo một số lọ để đặt chúng vào. Bạn B đã nói rằng là tớ là người rất yêu côn trùng. Cho chúng vào lọ sẽ giết chết chúng. Và tớ không nghĩ chúng ta nên làm điều đó. Côn trùng đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Tại sao chúng ta không chỉ quan sát và chụp ảnh chúng thôi? Và bạn A đã đáp lại rằng là ý tưởng tuyệt vời đó, tớ thích nó.
Rồi, và đó là gợi ý của cô đối với tình huống số 1 kèm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống số 2. Tình huống số 2 thì cô sẽ gợi ý các em có thể trả lời như sau. Shall we use paper plates and cups for our class party this Saturday? Yes, I like your idea. They're better for the environment than plastic ones. I'm keen on using eco-friendly products. Then let's ask our classmates to bring their chopsticks and forks. I love your suggestions. Rồi, trong tình huống này thì các bạn ấy đã nói chuyện như thế nào nhỉ? À, bạn A đã nói rằng là chúng ta có nên sử dụng cốc và đĩa giấy cho bữa tiệc của lớp vào thứ bảy tuần này không? Bạn B trả lời này. Ừ, tớ rất thích ý tưởng của cậu. Chúng tốt cho môi trường hơn là những loại nhựa. Tớ quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Rồi bạn A nói tiếp này. Vậy hãy yêu cầu các bạn cùng lớp mang theo đũa và nĩa của các bạn ấy. Bạn B trả lời, tớ rất thích đề xuất của cậu. Rồi, và đó là gợi ý của cô cho hai tình huống của chúng mình nhé. Các em tham khảo rồi sau đấy viết thành tình huống của các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Ok, let's move to the clear part. Ok, in this part, we're gonna learn some new vocabulary. Rồi, ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau học thêm một số từ vựng kèm nhé. I want you to listen and repeat after me. Cô muốn là chúng mình sẽ nghe rồi sau đấy thì nhắc lại từ vựng theo cô kèm nhé. Alright, let's start with the first word. Fancy. 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 Từ đầu tiên là từ fancy và từ này có nghĩa là thích nhé. Đây là một động từ các em ạ. Các em cũng có thể sử dụng từ fancy giống như là mình sử dụng từ love hay là từ like hay là từ enjoy nhé. Đều có nghĩa là thích và sau đó đều cộng với cả một động từ chia đuôi in. Ok, next. Cruelty. 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 Đây là sự ngược đãi các em nhé. Và đây là một danh từ. Giống như vừa nãy mình có từ animal cruelty, tức là sự ngược đãi động vật. Ok, next word. Barrier. 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 Chúng ta có từ tiếp theo là từ rào chắn các em nhé. Đây là một danh từ các em ạ. Ok, next. Snorkeling. 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 Rồi, đây là lặn với ống thở kem nhé. Kem cũng có thể nhìn ví dụ ở trong hình thì người phụ nữ này đang lặn ở dưới biển và cô ấy có sử dụng thêm ống thở để có thể thở được ở dưới nước. Ok, next. Marine. 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 Đây là một tính từ kem nhé. Và tính từ này có nghĩa là hàng hải. Rồi, cô đã tổng hợp các từ mà chúng ta gặp trong buổi ngày hôm nay thành một cái bảng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại các từ vựng này một chút kem nhé. Number one, fancy, fancy, thích. Number two, cruelty, cruelty, sự ngược đãi. Number three, barrier, barrier, rào chắn. Number four, snorkeling, snorkeling, lặn với ống thở. Number five, marine, marine, hàng hải. Okay, let's move to the next part. Okay, in this part, you will read the text and tick the correct project in the table. Rồi, ở trong phần này thì các em sẽ đọc văn bản rồi sau đấy đánh dấu tick vào dự án đúng ở trong bảng. Rồi, và dưới đây là văn bản của chúng ta. Các em sẽ dành khoảng 3 đến 4 phút để đọc văn bản này các em nhé. You will spend 3 to 4 minutes to read the text. Rồi, sau khi các em đã đọc xong văn bản này rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch văn bản sang tiếng Việt để giúp các em hiểu bài rõ hơn nhé. Bảo vệ hệ sinh thái, ý tưởng từ khắp thế giới. Các hệ sinh thái của chúng ta càng khỏe mạnh thì hành tinh của chúng ta và con người trên đó càng trở nên khỏe mạnh hơn. Phục hồi hệ sinh thái có thể giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự mất mát của hệ thực vật và động vật trên mọi lục địa và mọi đại dương. Dưới đây là hai ví dụ về các dự án sinh thái thành công. Bức tường xanh vĩ đại. Mục tiêu của dự án này là tạo ra cấu trúc sống lớn nhất trên hành tinh.
Kế hoạch là khôi phục 100 triệu hecta đất bị hư hại, hạn chế lượng khí carbon dioxide và tạo ra 10 triệu việc làm xanh ở châu Phi. Điều này sẽ mang lại đất đai màu mỡ, an ninh lương thực và cải thiện khả năng đối phó với biến đổi khí hậu của khu vực. Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, Ethiopia và Nigeria đã khôi phục hàng triệu hecta đất và Senegal đã trồng hơn 10 triệu cây. Dạng san hô Belize. Belize Barrier Reef từng được mô tả là dạng san hô tuyệt vời nhất ở Tây Ấn. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật. Điểm đến du lịch hàng đầu của Aitis Belize nổi tiếng với các hoạt động lặn biển và lặn với ống thở, đồng thời là di sản thế giới tự nhiên được UNESCO công nhận. Từ năm 2009 đến 2018, nó được tuyên bố là có nguy cơ tuyệt chủng do ô nhiễm và sự phá hủy hệ sinh thái của nó. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bảo tồn, một phần lớn dạng san hô hiện đã được bảo vệ, có 7 khu bảo tồn biển. Belize cũng đã ngừng khoan dầu gần dạng san hô, cấm các sản phẩm nhựa và tạo ra khu vực cấm lấy, nơi không được phép loại bỏ thực vật và động vật. Rồi, vậy là chúng ta vừa cùng nhau dịch xong cái bài văn bản này rồi các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào hoạt động. Okay, tick the correct project in the table. Bây giờ các em sẽ tick vào những cái dự án đúng ở trong cái bảng này nhé. Các em sẽ dành ra một vài phút để làm nhé. Rồi, sau khi các em đã làm xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa các em nhé. Number one, it is a marine ecosystem of rich biodiversity. Đây là một hệ sinh thái phong phú, đa dạng sinh học. Rồi, vậy là đây là của project nào nhỉ các em nhỉ? Của The Great Green Wall hay là Belize Barrier Reef? Very good. The answer is Belize Barrier Reef. Các em có thể thấy dẫn chứng ở đây nhé. Ở trong cái đoạn viết về Belize Barrier Reef thì người ta đã viết rằng là The Belize Barrier Reef was once described as the most amazing reef in the West Indies. It is home to a large diversity of plants and animals. Tức là gì ạ? Là Belize Barrier Reef từng được mô tả là dạng san hô tuyệt vời nhất ở Tây Ấn. Đây là nơi sinh sống của nhiều loại thực vật và động vật. Okay, let's move to number two. Its aim is to build the world's biggest living structure. Mục đích của nó là xây dựng cấu trúc sống lớn nhất thế giới. Okay, so which one is correct? The Great Green Wall or Belize Barrier Reef? And the answer is the Great Green Wall. Và đáp án đúng chính là The Great Green Wall các em nhé. Chúng ta có thể tìm thấy dẫn chứng ở trong đoạn nói về phần này. Okay, the goal of this project is to create the largest living structure on the planet. Tức là gì ạ? Là mục tiêu của dự án này là tạo ra cấu trúc sống lớn nhất trên hành tinh. Chúng ta có thể thấy ở trong phần này người ta đã sử dụng từ goal thay thế cho từ aim, đúng nào? Và người ta cũng biết là the world's biggest living structure, thành the largest living structure on the planet. Người ta đã sử dụng từ đồng nghĩa để viết lại câu kèm nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với số 3, number 3. Billions of trees have been planted in several African countries. Hàng triệu cây đã được trồng ở một số nước châu Phi. Vậy thì đây là của dự án nào các em nhỉ? 3, 2, 1. Very good. The answer is the Great Green Wall. Rồi, chúng ta có thể tìm thấy thông tin ở trong đoạn như sau. Người ta đã viết là since its launch in 2007, Ethiopia and Nigeria have restored millions of hectares of land, and Senegal has planted more than 10 million trees. Tức là gì ạ? Là kể từ khi ra mắt vào năm 2007,
Ethiopia và Nigeria đã khôi phục hàng triệu hecta đất và Senegal thì đã trồng hơn 10 triệu cây. Okay, let's move to number four. Number four, the government has taken measures to restore and protect the ecosystem. Tức là chính phủ đã thực hiện các biện pháp để phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái. Rồi, thế thì đây là của dự án nào các em nhỉ? 3, 2, 1. Very good. The answer is Belize Barrier Reef. Ở trong bài thì các em đã thấy tác giả đã viết là However, because of conservation efforts, a large part of the reef is now protected. There are seven marine rivers reserves. Tức là, tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bảo tồn, một phần lớn rạn san hô hiện đã được bảo vệ, có 7 khu bảo tồn biển. Rồi, thì những cái conservation efforts ở đây là của government các em nhé. Rồi, các em sẽ cùng xem lại đáp án của hoạt động số 1 này một lần nữa các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Activity number 2, working groups. Discuss the following questions. Làm việc theo nhóm, thảo luận các câu hỏi sau. Ở đây thì đề bài đã cho chúng ta hai câu hỏi như thế này. Câu đầu tiên, Are there similar projects in Vietnam? Có dự án nào tương tự ở Việt Nam không? And number 2, Do you think the projects in task 1 can be applied in Vietnam? Các em có nghĩ rằng những cái ý tưởng ở trong phần bài 1 vừa rồi thì có thể được áp dụng ở Việt Nam không? Bây giờ các em cùng suy nghĩ và đưa ra đáp án nhé. Rồi và sau đây thì cô sẽ giới thiệu đến các em câu trả lời mẫu của cô nhé. Okay, number one, the Sustainable Forest Management Project implemented by DIA Global will reduce carbon emission from deforestation, forest degradation, and poor timber plantation management practices in seven provinces. The project is expected to strengthen Vietnamese law enforcement's ability to combat forest crimes such as illegal logging, improve the livelihoods of 60,000 people in forest-dwelling communities, and strengthen the management of more than 250,000 hectares of forest. Tức là gì ạ? Cái dự án quản lý rừng bền vững do DIA Global thực hiện thì sẽ giảm lượng khí thải carbon từ nạn phá rừng, suy thoái rừng và thực hành quản lý trồng rừng gỗ kém ở 7 tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến rừng như là khai thác gỗ trái phép này, cải thiện sinh kế của 60.000 người dân trong các cái cộng đồng sống ở trong rừng và tăng cường quản lý hơn 250.000 hecta rừng. Rồi, thì đó là câu trả lời mẫu của cô cho câu hỏi số 1 nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu số 2 cô sẽ trả lời như sau. The Biodiversity Conservation Project implemented by the World Wildlife Fund will protect critical ecosystems to build resilience against the impacts of climate change, maintain and increase forest quality, and protect and stabilize wildlife populations. The project is expected to improve the ability of community patrol teams to detect and deter wildlife trafficking, improve economic opportunities for forest-dependent communities, and strengthen the management of 700,000 hectares of forest. Tức là, cái dự án bảo tồn đa dạng sinh học do Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới thực hiện sẽ bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước tác động của biến đổi khí hậu, duy trì và tăng cường chất lượng rừng, cũng như là bảo vệ
và ổn định quần thể động vật hoang dã. Dự án dự kiến sẽ cải thiện cái khả năng của các cái đội tuần tra cộng đồng nhằm phát hiện và ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã, cải thiện cơ hội kinh tế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và tăng cường quản lý 700.000 hecta rừng. Và đó là câu trả lời gợi ý của cô cho câu hỏi thứ hai. Các em tham khảo nhé. Rồi, và hoạt động vừa rồi cũng chính là phần cuối ở trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết bài học kèm nhé. Ok, hôm nay các em đã học những gì nhỉ? What have you learned today? Oh yes, today we learned some methods for protecting local ecosystems in the world. And we also review expressions for likes and dislikes. Ở trong phần bài ngày hôm nay thì các em đã học một số cái biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng để bảo vệ cái hệ sinh thái của địa phương ở trên thế giới. Và bên cạnh đó thì các em cũng đã ôn lại những cái cách diễn đạt để diễn tả sự thích hoặc là không thích nhé. Về nhà thì các em sẽ làm bài tập ở trong sách bài tập và đừng quên là chuẩn bị bài cho lesson số 8 của unit số 10 kèm nhé. Cảm ơn các em đã xem video đến đây và cô sẽ hẹn gặp lại các em ở trong các bài học tiếp theo kèm nhé. Thank you very much and goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.